Khi mua điện thoại cũ thì cần lưu ý những điều này để tránh thiệt vào thân nhá. Số 1, khảo giá điện thoại cũ trước khi mua trên các group hoặc là các cửa hàng. Có rất là nhiều group để các anh em có thể tham khảo về mức giá của chiếc điện thoại mà mình dự tính sẽ mua, từ đó đưa ra một mức giá trung bình để tránh bị hớ khi mua. Số 2, kiểm tra màn hình của máy, cực kỳ quan trọng luôn. Thế mà có nhiều anh em chỉ cần thấy không xước xát gì là chốt đơn luôn. Thì anh em cần phải kiểm tra kỹ màn hình, đặc biệt là trong điều kiện môi trường ở trong nhà, bởi vì với điều kiện thời tiết ở ngoài trời, đặc biệt là trời nắng nữa thì sẽ rất khó để thấy được các lỗi như là dọc màn hình này, ám màu hay là bị phản quang. Số 3, kiểm tra tình trạng pin. Đối với iPhone thì khá là đơn giản rồi, các bạn có thể kiểm tra trong phần cài đặt. Còn đối với Android thì các bạn cũng có thể thử quay video trong vòng 15 đến 20 phút. Nếu như mà trong thời gian này máy bị sụt pin nhanh hoặc là báo pin ảo thì biết rồi đấy. Cuối cùng, nếu mà đã mua máy cũ ấy, thì nên mua ở đại lý lớn. Giá nó có thể cao hơn một xíu nhưng mà ít nhiều thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn. Còn không thì anh em có thể mua lại của người quen. Anh em nào bó cẩn nữa thì mua máy nữ dùng nhỉ.